Xin chào tất cả mọi người, rất vui các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Tuyên. Thì video hôm nay thì Tuyên sẽ hướng dẫn tất cả mọi người là cách nộp tiền vào tài khoản của ngân hàng Techcombank. Thì để chúng ta có thể nộp tiền tại cây ATM vào tài khoản của chúng ta thành công mà chúng ta không cần phải vào quầy để nộp tiền nhé. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách nộp tiền tại cây ATM luôn. Đấy, thì để chúng ta có thể nộp tiền nhanh chóng và dễ dàng thì mời các bạn hãy cùng nhau theo dõi và xem hết video của mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào cây để hướng dẫn các bạn là cách nộp tiền nhé. Để chúng ta nộp tiền thành công thì trước tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái thẻ và cái tiền nhé. Đấy, bây giờ thì các bạn sẽ cho thẻ vào cây ATM cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là tiếng Việt nhé. Rồi các bạn sẽ nhập mật pin cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn đã cho mình là nộp tiền này. Rồi hạn mức là nộp tiền tối đa trên ngày là 200 triệu nhé. Bạn sẽ tiếp tục cho mình này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là tài khoản ngân thẻ với lăng giao dịch nhé. Rồi ok, tiếp theo thì các bạn sẽ kiểm tra thông tin cá nhân của bạn nhé. Và các bạn sẽ chọn cho mình xác nhận này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là nội dung mặc định nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là xác nhận này. Rồi để chúng ta nộp tiền thành công thì để in biên lai thì các bạn sẽ chọn in biên lai cho mình nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đưa tiền vào cây ATM cho mình nhé. Đấy. Rồi đang tiền đang xử lý với khách với lòng chứa trong dây lát này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn xác nhận cho mình này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ lấy cái biên lai để kiểm tra chúng ta đang nộp tiền hay không chưa nhé. Rồi các bạn lấy thẻ này. Đây, như vậy là mình đã nộp tiền vào tài khoản của mình thành công nhé. Như vậy là Tuyên đã hướng dẫn tất cả mọi người là cách nộp tiền vào tài khoản của chúng ta thành công tại cây ATM của ngân hàng Techcombank nhé. Thì chúng ta không cần phải vào quầy mà chúng ta muốn nộp tiền rất là tiện lợi và nhanh chóng của ngân hàng Techcombank tại cây ATM nhé. Thì nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên lại cho Tuyên một sub và một like, một đăng ký kênh và ấn vào chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ đâu của Tuyên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.